Hôm nay anh em mình có món khá là ngon nhé mọi người nhé, món ăn truyền thống luôn. Đây là cánh gà mình đã ướp sẵn ở nhà rồi, nhưng mà mình vừa mới nghĩ ra được một cái gọi là bếp lò nướng khá là hay ho. Định nướng ở nhà ăn thì nó bình thường quá. Hôm nay mình quyết định là sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo ăn nhầm. Không phải mới đầu ấy là đây, ý định của mình là như thế này. Trí tuệ nhân tạo. Đấy, mình định là sẽ thiết kế là tí nữa sẽ đặt cánh gà lên đây. Làm sao nhá, mới đầu là tính thiết kế là nó để nó tự quay cơ, tự nướng cơ. Nhưng mà thời gian có hạn, thế nên là mình cứ nói làm gì bây giờ, phải làm đã, tí nữa đến đâu suy nghĩ đến đấy. Mình còn một cái nữa, tao còn một quả gọi là siêu kinh điển, hôm nào tao nướng cho mày xem. Làm gì? Gọi là không cần công sức gì. Lại tự nướng. Lại bí mật đấy, bí mật. Bây giờ phải tạo lò cái đã, mày lấy quạt cắm than dần đi. Ok. Bây giờ bắt đầu chế tạo lò nha mọi người nhá. Mọi người đã hiểu cái ý định của mình chưa? Tí nữa sẽ đặt cái vòng quay lên đây. Đấy, mình sẽ cho than đều xuống đây nhá. Xong rồi sẽ quay. Tí nữa mình sẽ trình bày ý tưởng sau. Má đại ca khôn quá đấy. Từ từ, thế đã. Lót giấy bạc nó mới giữ được nhiệt thôi nhỉ. Giữ nhiệt, bạc nhát nhiệt ghê lắm. Không có giấy bạc là khó. Còn sôi đâu đất, tại vì đất nó còn ướt, đất ruộng ướt. Đó. Đấy, làm tiếp đi, tiếp theo. Rồi, làm tiếp vòng đấy đi. Đấy. Đấy, chứ tư, bà gái, đây, cái này này. Để xế chém đấy nhé. Em ta muốn một lớp kia nữa. Đấy. Đấy, đủ không? Đủ không? Cái chỗ kia đủ không? Đủ, thoải mái luôn. À không. Thôi cái này cũng cuộn ở bên tranh này. Đó. Thêm một lớp nữa. Mày lấy cái kia đây thử, để thử nào. Ok. Đấy, đơn giản nhưng mà hiệu quả nhé mọi người nhá. Ê, mà đây cơ. Đặt vào đây. Từ từ. Lót nốt đã. Đấy. Nghiêng nghe đi. Ôm được hết này. Đấy, ok. Ok. Đấy, đây sẽ là chiếc lò của anh em mình nhá. Quá hoàn hảo, bếp lò nướng đỉnh luôn này. Đó, đây. Các nhà hàng đồ nướng đừng có lọc cho anh em mình nhá. Chị nhấc cả luôn đi. Nó rơi cả cục rồi. Bây giờ sẽ cho than xuống đây nhá. Ra bắt đầu nướng. Giải đều ra. Thế nó chín nhanh lắm mọi người ạ. Nóng lắm. Quả lò của mình cực kỳ hiệu quả luôn. Anh em mình vừa ra đốt than mình thôi rồi đấy. Đấy. Úi xà. Đều luôn. Siêu đều luôn. Úi dồi. Sợ nó bắn than. Đấy. Anh giữ cân rồi. Ok chưa? Cân chưa? Cân thì nữa cho chị sáng đấy. Cân chưa? Con. Nào lấy đũa đi. Rồi. Rồi bắt đầu sẽ nướng nhá. Cái lò này thì nó cực kỳ nóng nhá, và nó giữ than kinh điển luôn nhá mọi người nhá. Cho cánh gà lên đây thì nó sẽ chín rất là đều. Đấy. Mới đầu ấy, cái ý định của mình ấy là không phải là quay bằng tay này đâu.
Mình định lấy gọi là sức gió để quay tự nướng cơ, nhưng mà tự nướng thì cánh gà cũng không lật được. Thế nên là thôi lần sau mình sẽ thiết kế một loại tự nướng luôn. Đây, mở đây cơ. À, đưa đây. À, em cướp cái này cho. Em sẽ dùng cái này em nướng những cái cánh gà kinh điển luôn. Đấy. Sợ. Ngon chưa? Ui, mọi người nhìn cái cánh gà nhà mình tẩm ướp này. Đó. Siêu kinh điển luôn nhá. Ngon luôn. Này, khéo rơi nhá, rơi một miếng là tao mẹ cho mày đi. Anh không tin tưởng vào tay nghề của em à? Đấy. Hợp lý. Cấp cứu. Rồi thả ra. Đấy. Nhâm nhảy thế. Xếp cái cánh không biết đường mà xếp. Đấy, cái này này. Rồi, thêm đi, cứ xếp đi. Xếp bắt đầu đầy cái này thì thôi nhá. Đấy. Lấy cái này nó mới nhanh được. Tên 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 tên. Uầy, hết được không nhỉ? Hết anh ạ. Cái vòng quay của anh ấy mình to như thế này cơ mà. Xếp khéo mới hết được đấy. Ngon chưa? Đẹp nhỉ. Đây, cân vào sập rồi. Xếp bên kia đi. Đấy. Ấy, biết ngay mà. Không cân là sập là toay. Anh em mình phải sử dụng điều nghệ thật là khéo léo. Thật khéo léo. Cân kẹo. Hơi nghiêng đấy, anh lôi gì trong đây một tí này. Được, được. À. Ui, cái gạo này múp nhỉ anh nhỉ? Ngon đấy. Cái gì đây? Đây. Đúng rồi đấy. Anh em mình quen chân tay rồi. Công nghệ anh em mình không làm được. Đây. Đơn giản. Này, yêu ơi, thật tay không? Mày cứ làm ăn nó cẩn thận một tí nào. Không sao. Không sao cái gì, nữa đừng có thả vào đây nhá. Vâng. Đặt riêng ra ngoài đất tí nữa rửa. Ok. Xiên nó vào. Đấy. Thấy chưa? Ui. Cái này bắn ngực này. Đó chưa? Quả cánh này á. Cánh ngực mồm. Ngon đấy, cái lượng đấy. Không phải giọng vừa đâu. Không hết rồi mọi người ạ. Đấy. Không hết thì nó hơi cao. Đúng dần dần, à, không cao đâu. Nóng. Thế nên nó nóng lắm, cái quả lò này kinh khủng lắm. Lò này nó càng cháy càng đấy thì nó càng nóng nha mọi người nhá. Cái này chuẩn bị rơi này anh này. Rơi là được. Cái gì là nó? Rơi được, rơi được. À, thôi bắt đầu rồi. Cố gắng xếp hết nhỉ. Đây, cái này ta xếp vào đây. Đó. Cái này ta xếp vào đây. Ui, nó tưởng đố nữa. Thử quay cái xem nào nó thế nào. Đấy, ngon. Nó lật ngưỡng đấy nhỉ? Đấy. Cái đế mình hình như mình làm không bằng gì phải? Đế mình làm không bằng lắm. Được không được? À không sao. À, cố gắng. Đấy. Hết là phải hết.
Thì okay. Anh cho một cái vào kia. Đấy. Anh em mình chế tạo quả này vừa zin luôn mọi người. Ok nha mọi người. Tuyệt phẩm, đẳng cấp luôn, đấy. Đỉnh luôn. Đây là quay này. Quay này. Mới đầu là mình định là cho nó tự quay cơ, tự đấy cơ, nhưng mà hơi hơi thiếu gọi là trí tuệ. Quay anh em mình quay nghề. Quay bằng tay này nó đấy hơn. Nào để in là cho xem. Rồi ok, quay thoải mái đi. Đấy. Thế này nó sẽ chín đều nhá, không sợ ở bên kia có than, bên này không có than, không sợ gì cả. Đây gọi là lò quay tam mau á. Này mà có một cái gì mà chắn chắn vào đây nữa thì đúng rồi. Thì đấy. Nó hấp hơi, nó nóng thì kinh điển. Có cái gì không nhỉ? Bây giờ nha, phải kiếm cái con lúa. Con lúa nhỉ? Ờ, cái chuẩn cái luôn. Con lúa ấy. Được, đúng rồi. Phóng về lấy đi anh ơi. Mình sẽ phóng về lấy cái kia mà chụp một phát vào thế này là đấy, chín vàng luôn. Chín vàng luôn luôn nha. Đỉnh luôn. Anh chị em thông minh không? Tạm được. Đủ dùng. Hiếu ạ. Vẫn nhỏ rồi anh ơi. Được, mình chặn cái hướng gió đi là được. Đấy, chặn được kia. Đấy. Đấy. Thế này thì nó sẽ bớt gió và nó sẽ nóng kinh điển nhá. Đáng nhẽ ra là mình lấy cái bồ đựng thóc ấy, cái kia ấy. Nhưng mà nhà America năm nay bội thu. Nhà mình năm nay làm thóc quá thế nên là đựng đẩy quá rồi, phải lấy cót này. Kéo thóc liên tục. Rất là nóng nha mọi người nha. Nóng kinh điển luôn. Quả này nó rút nhiệt ghê lắm anh ạ. Ok đấy. Để em ở đây em trông than. Ra khéo rơi nhá. Ui. Au, bỏng lắm anh ơi. Khá là vàng ngon rồi. Ui. Bỏng lắm. Bỏng lắm. Bây giờ lật. Em phải dùng cái kẹp đấy. Từ từ, bây giờ lật. Mày không lật được đâu. Thế anh lật đi. Tại vì lật là nó sẽ dễ bị rơi ấy, nên là phải sắp xếp được chỗ. Ui dạ. Vừa nói xong rất dễ rơi nhá. Đấy, lật được như thế này. Đó. Bắt đầu vàng rồi đấy. Ui dạ. Nóng quá, nóng quá. Ui, cái vàng rồi. Còn thơm thế. Quá đẹp luôn. Bỏng à? Chả bỏng à? Dùng đũa thì nó lại không. Ôi da. Đấy, lấy cái kẹp đây, lấy cái kẹp cho anh, lấy cái kẹp. Lấy cái kẹp đây. Nướng thì dễ nhưng mà lật thì hơi khó mọi người ạ. Đây, mà này coi. Vẫn chưa được tối ưu lắm. Thơm nhỉ. Ủa thôi anh ơi. Chín rồi ấy, ăn thì em đói lắm rồi. Chưa vàng lắm. Chín rồi đấy. Mày đớp hai ba cái rồi mà vẫn đói. Đói lắm mà, 1 giờ chiều lúc ấy chẳng nguyên ăn à. Chưa vàng lắm rồi. Vàng rồi. Thế nó ngon lắm rồi, ngon không? Ngon vẫn chữ. Được, ok, khui hàng. Nào, từ từ nhá. Đói lắm rồi đấy. Bây giờ mà phải thật là. Ui dạ, nào đi lên trên này ăn đi. Đi. Ui chà. Ok chưa các bạn? Chưa ăn mọi người. Hơi muộn một chút do lỗi kỹ thuật là hay bị rơi quá mọi người. Đây, rơi những quả. Rơi có những miếng nó rơi nhưng mà nhìn về tổng thể là khá là ngon đây nha mọi người nhá. Quá tuyệt vời không? Vẫn nuôi em ơi. Giữ. Lại yếu đói run tay không đấy được nữa rồi. Giờ này ăn mới là giờ ngon nhá mọi người nhá, tại vì đói. Chà. Đây đây. Ui. Ui bỏng quá. Này. Mọi người thấy cái cánh của anh mình ngon không? Ngon chưa? Ngon cả mọi người nhá. Quá tuyệt vời luôn. Ngon nhỉ. Lâu lắm rồi mới ăn cánh gà đấy. Tuyệt vời. Cánh gà này ngon hơn rất nhiều là cánh gà ở ngoài quán nhá mọi người nhá. Vì cánh gà ở ngoài quán á, thường là họ ướp rồi dán nhiều đi, thứ dán quá, dán đi dán lại với lại
ướp nhiều thứ ăn ngấy lắm, sợ lắm. Anh em mình không làm màu mẻ thì quan trọng là ngon là được. Đói quá. Nó mơ hơn 1 tiếng á. Bây giờ 1 giờ rồi. À, quyết định không uống bia nữa. Ta xin ngụm của can. Nào. Hả? Xin ngụm của can nào. Nhanh. Bỏ bia rượu à, mọi người ạ, không uống bia nữa. Nói ăn ngon thật sự. Nói gì ăn cái gì chẳng ngon. Đó. Một hơi hết nửa nhá. Đi nửa. Wow, tuyệt vời luôn. Chẳng ăn mình không ăn gì. Xong rồi thế là bắt đầu mẹ lại cầm đi mua được đống đơn gà này rủ đi ra đồng nướng vui lạ một tục vui xả. Sau khi mình tưởng là nhanh, hóa ra là đi kiếm than tối rồi đấy. Mày đang làm nhảm gì ạ? Không, mãi mới gắn đấy là ấy. Mình còn chưa sử dụng cái gọi là công nghệ cao vào cái món này đâu. Cái công nghệ này của anh là mới lâu này. Mới điên à? Sử dụng công nghệ cao vào mình mới là mình định làm một cái lá cái nói chung là một cái bàn đấy, xong rồi gió nó thổi nó sẽ tự quay ấy, tự nướng ấy. Nhưng mà mỗi tội là cái món này không lật được, thế nên là phải nướng bằng tay. Hôm nào nhá, tao sẽ cho mày xem một công nghệ trí tuệ gọi là kinh điển. Mình sẽ dùng nước nhá, gọi là đẩy thuyền, xong rồi thuyền quay một con gì đấy, gọi là xoay một con gì đấy ở trên thuyền đấy, chứ không phải là nướng, dùng nước nướng mà nướng trên bờ đâu, nướng luôn ở dưới nước, dùng nước luôn. Mọi người thấy kinh điển không? Hôm nào cho các bạn xem một món đấy, siêu kinh điển luôn. Càng cái khu đoạn cánh giữa này nhá, càng quê thịt nó ngon. Ngon nhất là đầu cánh. Nhất phao câu nhì đầu cánh. Đó. Những cái cánh gà này thì thường là những cánh gà công nghiệp sẽ ngon hơn. Đó. Cái nào cái nấy này. Tuyệt vời không? Nếu mà ai mà đang đói mà nhìn thấy thế này khả năng là cũng ngất luôn này. Thật, ngất đấy. Anh à. Ôi. Anh à. Hả? Anh em mình là phải làm món cánh gà hầm. Ui dồi ôi. Hầm nó nướng trương này, mút mút cái này ra. Ok. Anh em mình sẽ chế được biến được món đấy. Kinh điển rồi. Đáng ăn đáng ngủ. Ăn nhiều thế vẫn còn bảo ít. Wow. Đúng ok hả em ơi? Có quá. Từ từ. Món thôi rồi. Cá đuổi rồi. Cá nó chém xương luôn mọi người. Chém cái xương thịt luôn. Du đồng. Hôm nào ra đây đánh cá. Rất nhiều. Cánh to mà cú cú quá. Cá đói. Làm món này đáng nhẽ ra phải làm ăn ra trên rừng như kiểu hai thằng gì Philippines là thế nào. Ha ha ha.
Ngày xưa anh em mình cũng thế mà. Mày để đây đi. Tao sợ gì mày. Ok luôn. Đúng không? Chán luôn. Ngắm á.